Xin chào các bạn. Hôm nay là một cái video nói về cái kinh nghiệm đầu tư và kinh nghiệm mua cổ phiếu để cho các bạn vào nhịp. Thì sau khi cái clip tôi nói về các bốn cái ngành mà có lợi thế ngành từ đây tới cuối năm và sang đầu năm sau á, thì nhiều bạn cũng comment hoặc gọi cho tôi hỏi là các nhóm ngành này nó đã trễ rồi, nó đã chạy tăng hết 30%, hết 20-30% hết rồi, rồi bây giờ mình sao mình vào nữa, mình vào có thể là mình dính đỉnh. Thì tôi xin khẳng định với bạn là khi những cái ngành này nó có lợi thế thì không phải là nó chạy một phiên hai phiên, tuần hai tuần, nó sẽ chạy 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thậm chí là còn dài hơn nữa. Cái lợi thế ngành này nó không phải là một ngày một bữa nó hết. Các bạn thấy giả sử như bây giờ trong tháng 10, tháng 11 này là cái hiệp định CPTPP của 11 nước ký kết. Như vậy thì không lẽ cái hiệp định ký kết xong nó có thực thi cái hiệu lực trong vòng có được sau tháng, 3 tháng hay là tuần hay tuần nó ngừng, nó không không ấy nhỉ? Nghĩa là cái hiệp định CPTPP này sẽ kéo dài có hiệu lực ít lắm là 10 năm, 20 năm. Đấy. Giả sử các bạn biết như cái hiệp định của WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nó tồn tại là trên 30 năm rồi, giờ này thì nó mới có cái sự lung lay, chứ đâu phải một cái hiệp định mà mới một ngày một bữa rồi. Như vậy thì các doanh nghiệp có lợi thế từ hiệp định này nó sẽ có lợi thế trong nhiều năm nữa, chứ không phải là một tháng hai tháng, tuần hai tuần là xong rồi chúng ta thấy nó đã tăng rồi chúng ta không mua. Đấy. Hay là những cái lợi thế bây giờ Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận cái an toàn vệ sinh thực phẩm cho cái thủy sản, cá tra, cá da trơn của chúng ta, gì không lẽ là trong một vài tháng nó quỷ nó đổi, nó không không chứng nhận nữa. Chuyện đó là không có, nó phải tồn tại một thời gian dài. Như vậy những cái lợi thế ngành này là sẽ kéo dài thêm một cái thời gian nhất định nữa, thì bây giờ chúng ta vào trễ một tuần hai tuần, thậm chí một tháng hai tháng cũng không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta chọn cái nhịp để vào. Đấy. Khi phát hiện một cổ phiếu tốt nào đó đã vào một cái trend tăng trưởng, một trend tăng dài hạn, thì chúng ta phát hiện ngay, thì thậm chí có thể là hành động ngay, mua 10 cổ phiếu để đó để theo dõi, hoặc mua 100 cổ phiếu để đó để theo dõi nếu nó tăng trần. Hoặc là phiên hôm sau mua 10 cổ phiếu hoặc 100 cổ phiếu để vào danh mục để theo dõi, để có cơ hội chúng ta đọc nhiều hơn về những báo cáo về doanh nghiệp đó. Đó, tìm nhiều hơn thông tin về lãnh đạo và doanh nghiệp đó, về cơ cấu ngành, về hoạt động, về những lợi thế ngành, những cái đó, rồi xem cả phân tích kỹ thuật điểm vào điểm ra, tất cả những cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta không mua 10 cổ phiếu, 100 cổ phiếu trong khi chúng ta vừa phát hiện cổ phiếu, thì chúng ta sẽ bị nó trôi qua. Trần cũng được, mua giá xe cũng được, nhưng phải có trong cái tài khoản để chúng ta theo dõi sau đó, rồi sau đó chúng ta sẽ lựa cái thời cơ. Còn nếu chúng ta không mua 10 cổ, 200 cổ trong tài khoản để theo dõi, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị cuốn theo cái thị trường. Về thị trường hiện nay là trên 1.000 cổ phiếu rồi, ngày nào chúng ta cũng gặp nhiều con cá to, ngày nào cũng gặp nhiều con tôm lớn, thì chúng ta sẽ quên đi những cổ phiếu tốt mà chúng ta từng đã phát hiện trước đó. Chúng ta không có thời gian để phân tích kỹ những cái báo cáo nó, soi kỹ những cái đồ thị kỹ thuật nó, soi kỹ những cái hoạt động kinh doanh của nó, những cái lợi thế ngành của nó. Như vậy thì bắt buộc chúng ta phải mua khi chúng ta phát hiện những cổ phiếu tốt, là như vậy. Thì vào khi nào, khi cổ phiếu đã tăng rồi lỡ nhịp thì vào khi nào, thì vào khi nào là tùy các bạn, nhưng các bạn phải quan tâm tới cổ phiếu tốt để theo dõi đó. Còn cái tôi sẽ chỉ nói cái kinh nghiệm, nhìn cái bản điểm của mình. Nhiều bạn nhìn phân tích kỹ thuật cũng được, để chọn điểm vào điểm ra cũng được, cái đó cũng rất hay, nhưng mà phải giỏi, phải có kinh nghiệm lâu năm nhìn. Còn nếu không, các bạn vẫn bị rơi vào 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 bẫy, và hoặc là các bạn nhìn không ra. Phân tích kỹ thuật thì ai cũng biết được hết, nhưng học không không tới, chưa có kinh nghiệm, nhìn phân tích kỹ thuật chưa có đạt đỉnh đỉnh thì vẫn bị là sai. Và sai thì có nghĩa chúng ta phải trả giá bằng bằng những cái tiền, những cái chi phí. Thì tôi giới thiệu bạn một số cổ phiếu mà tôi quan sát, thì các bạn cũng có thể nhìn cái kinh nghiệm này để chọn điểm vào. Giả sử như bây giờ cổ phiếu dệt may Thành Công, khi đã có những lợi thế ngành bắt đầu nó tăng, giả sử trong hơn một tháng qua tôi nói nó tăng từ giá 22 23 ngàn đi lên, thì nó đi lên cao nhất là nó 30 ngàn mấy trăm, rồi sau đó
nó điều chỉnh mấy phiên. Như vậy các bạn thấy trong một tháng qua nó đi lên như thế nào? Nó giảm rồi nó tăng, nó giảm một phiên nó tăng phiên, nó tăng trần một phiên rồi nó tăng xanh một phiên, rồi nó tham chiếu rồi sao nó xanh xanh liên tục. Các đợt này bác thấy cái đợt này nó tăng là 1 2 3 4 5 6 phiên, 6 phiên tăng liên tục thì nó sẽ có phiên điều chỉnh, và nó điều chỉnh hai phiên. Điều chỉnh hai phiên liên tục, sau đó nó tăng tiếp 4 phiên liên tục và nó điều chỉnh hai phiên. Rồi sau đó nó xanh rồi nó điều chỉnh tăng. Nghĩa là sau cái giai đoạn tăng nóng thì dồn dập thì về sau nó sẽ tăng cái nhịp tăng và nhịp nhịp giảm nó xen kẽ hơn. Nếu giả sử nếu các bạn phát hiện cổ phiếu này tốt, phiên đầu tiên bạn không mua thì chờ nhịp 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 điều chỉnh. Nhưng điều chỉnh khi nào mới mua? Kinh nghiệm của bản thân tôi thì điều chỉnh phiên thứ hai các bạn vào mua là vừa. Có rất nhiều cổ phiếu tốt tăng 5 6 phiên, điều chỉnh chỉ một phiên sau đó lên lên tiếp nữa. Đó là cổ phiếu tốt, cổ phiếu có những lợi nhuận đột biến, có những lợi thế ngành, và cái những future phía trước nó còn rất tốt nữa. Như vậy thì những cổ phiếu này nó sẽ chỉnh một phiên hoặc là một phiên rưỡi. Các bạn nhìn trong cái lịch sử giá nó sẽ chỉnh có một phiên, và phiên phiên thứ hai là có thể là một phiên rưỡi, cuối phiên thứ hai là nó kéo xanh lại, còn phiên thứ hai là nó có khi nó giảm cả ngày, nó chỉnh cả ngày, điều chỉnh cả ngày, nhưng cuối phiên nó kéo xanh. Đó là những cổ phiếu rất tốt. Còn trung bình thì các bạn thấy phiên những cổ phiếu tốt các bạn nghiên cứu rất kỹ rồi, về báo cáo, về phân tích kỹ thuật, về lợi thế ngành, về tất cả kết quả kinh doanh, tất cả đều tốt, lãnh đạo tốt, thì các bạn sẽ canh nông chỉnh phiên thứ hai là các bạn mua vào là hợp lý nhất. Còn trường hợp các bạn ấy nữa là sáng phiên thứ ba nó điều chỉnh phiên thứ ba nhưng mà mua buổi sáng hoặc buổi trưa, thì vì thường là buổi chiều phiên thứ ba là cuối phiên thứ ba bao giờ nó cũng kéo lên, khả năng đó rất cao. Rất hiếm khi những cổ phiếu chỉnh luôn 3 phiên, 4 phiên. Những cổ phiếu đó thì tôi sẽ nói nó tiếp phần sau. Đây là dệt may thành công, bác thấy các bạn thấy chỉnh chỉ từ 1 đến 2 phiên trong vòng hơn một tháng qua thì đã vào cái đà trend. Như vậy thì đã lỡ vào rồi thì canh điều chỉnh phiên thứ hai, thứ ba mua vào là hợp lý nhất. Thì tôi nói tiếp một cái cổ phiếu nữa là một cổ phiếu là dệt may Thái Nguyên, tên TNT, TNG. Thì các bạn thấy nó vào cái trend, nó tăng bắt đầu từ nó tăng từ 11 12 ngàn lên, nhưng mà nó bắt đầu nó tăng trần là cái phiên là từ giá 10 12.800 là tăng trần lên là phiên đầu tiên là 14.000, phiên thứ hai tăng trần lên nữa là 15.400, và phiên thứ ba tăng 100 đồng là 15.500. Thì sau đó nó sẽ điều chỉnh một phiên, nhưng như vậy thì lúc này nó đang còn mạnh, là nếu điều chỉnh đúng một phiên một, điều chỉnh đúng một phiên một các bạn, 300 đồng, sau đó qua nó sẽ tăng tiếp 3 phiên nữa. Như vậy thì nó sẽ dồn tới cái đợt điều chỉnh phía sau nó hơi mạnh, nó tăng trần rồi nó điều chỉnh cùng phiên nữa, tăng tiếp 3 phiên nữa. Như vậy thì cổ phiếu nó quá mạnh, có vào một lúc này nó có cái tin hỗ trợ, mà cụ thể là cái tin là bán trái phiếu cho doanh nghiệp cho Hàn Quốc gì đó 200 tỷ, thì sau đó nó sẽ điều chỉnh 3 phiên. Như vậy thì các bạn mua trong cái phiên điều chỉnh thứ hai cũng được, mà nếu mà có kinh nghiệm sâu hơn nữa thì đi mua ngay phiên điều chỉnh thứ ba, thì chắc chắn mua giá 16x thì chắc chắn các bạn sẽ trúng trúng ngay cái đợt điều chỉnh của ông TNG này. Và là hôm qua nó xanh lên lại là kết thúc đợt điều chỉnh, và ngày nay thì nó xanh cả cũng cả ngày trong phiên cuối phiên thì nó về tham chiếu. Thì đó là các bạn theo theo dõi những cổ phiếu đó. Đó thì ngay cái vùng điều chỉnh thì lúc này cũng có thể vô được đó. Rồi tới một cái cổ phiếu nữa là cổ phiếu thủy sản Nam Việt. Tôi thấy cổ phiếu này rất rất tốt này, các bạn thấy nó xanh 4 phiên rồi nó điều chỉnh lại 2 phiên, nó xanh 4 phiên liên tục, 4 phiên liên tục nó điều chỉnh lại 2 phiên, rồi sau đó nó xanh tiếp 3 phiên liên tục rồi nó điều chỉnh 2 phiên, rồi sau đó nó xanh 2 phiên rồi điều chỉnh 1 phiên, và nó xanh 2 phiên rồi tham chiếu 2 phiên, rồi giờ nó xanh tiếp 2 phiên. Các bạn thấy rõ ràng là nguyên một cái loạt đó là 5 phiên gần đây, 6 phiên gần đây nó chỉ có 2 phiên tham chiếu giữa, rồi sau đó nó tăng tiếp 4 phiên. Như vậy là cổ phiếu này cũng rất là mạnh, các bạn vào cái trend. Như vậy thì chờ một hai phiên, phiên thứ thứ nhất nó tham chiếu, phiên thứ hai tham chiếu nữa thì các bạn cũng có thể vô phiên tham chiếu thứ hai cũng được, tại vì nó đã cạn cùng, không ai bán nữa. Đó, người ta canh cả ngày, người ta không bán giá đỏ, ta chỉ bán ở vùng giá tham chiếu thấp thì thôi. Đó là các bạn thấy là rõ ràng là như vậy. Đây là những cổ phiếu vào trend, và các bạn thấy rất hiếm khi cổ phiếu nào giảm 4 phiên trở lên, chỉ 3 phiên là rất hiếm, chỉ có một một TNG là giảm 3 phiên thôi.
Rồi bây giờ cổ phiếu nữa là tôi thấy nói các bạn là cổ phiếu thủy sản Sao Ta của Sóc Trăng, FMC. Đây cổ phiếu này cũng xanh một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, hai phiên, thậm chí nữa là sáu phiên thì điều chỉnh một phiên. Rồi sau đó xanh hai phiên và điều chỉnh tiếp một phiên. Rồi sau đó xanh tiếp hai phiên, tham chiếu một phiên, rồi điều chỉnh tiếp hai phiên. Như vậy là cổ phiếu này cũng đang trên cái đà, cái trend tăng, mà các bạn cứ chờ nó tăng, nó điều chỉnh về cái vùng ban đầu lại thì gần như không có. Kinh nghiệm của bản thân tôi thấy thì nó điều chỉnh những cổ phiếu tốt nó tăng 30% thì nó điều chỉnh 5% là phổ biến. Đấy. Mà nó tăng 30% mà điều chỉnh về 10% là cổ phiếu đó là cũng cũng thật sự là cũng 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 chưa thực sự là tốt. Đấy. Tăng 30% điều chỉnh 5% là phổ biến, là hợp lý, là các bạn vào là vừa. Còn nếu chờ nó điều chỉnh về 10% thì cũng rất hiếm khi, trừ khi nào có cái đội nhóm nào đó đó dẫn dắt đạo diễn để gom hàng lại ở giá thấp hơn chẳng hạn, thì đó là những cổ phiếu đó thì cũng có vấn đề. Còn tăng 20% điều chỉnh lại 3 đến 5%, tăng 30% điều chỉnh lại từ 5-6% là phổ biến nhất đối với cái nhịp như vậy. Thì các bạn thấy cái cổ phiếu ga này cũng rất là tốt nè, ha, tăng 1 2 3 4 5 6 phiên, 5 phiên thì điều chỉnh lại một phiên, rồi sau đó tiếp tục là tham chiếu, rồi sau đó tăng lên 5 phiên nữa, 4 phiên nữa, rồi sau đó giảm một phiên, điều chỉnh một phiên. Tiếp tục tăng hai phiên, điều chỉnh một phiên, tiếp tục tăng một phiên, điều chỉnh phiên, và ba phiên gần đây nhất là tăng rất rất là mạnh. Bạn thấy rõ ràng cổ phiếu ngành dầu khí ga rất mạnh. Đó. Đứng đầu ngành là leader là cổ phiếu ga. Thì hỗ trợ ngành đó rất là quan trọng như vậy. Rồi tới một cái cổ phiếu BVS, tôi nói các bạn thấy cổ phiếu này cũng rất là hay trong thời gian qua, mà thanh khoản nó các bạn ngày nào cũng có mua bán cả 5-10 triệu cổ phiếu, thì các bạn lỡ tàu thì ngày nào cũng có cơ hội để lên tàu, đó là cổ phiếu BVS. Margin cũng nhiều và bắt đầu nó vào trend, nó tăng hai phiên, tham chiếu một phiên, giảm một phiên, rồi tăng 4 phiên, chỉ điều chỉnh là tham chiếu một phiên, rồi sau đó tăng tiếp rồi giảm một phiên, nghĩa là tăng 4 phiên với một phiên điều chỉnh là 5, một phiên tham chiếu là 5 phiên, sau đó mới điều chỉnh một phiên, rồi sau đó tăng tiếp hai phiên điều chỉnh một phiên. Đó. Thì lên tới tăng tiếp hai một phiên điều chỉnh một phiên, rồi tới hôm nay là tăng tiếp 3 phiên liên tục, bữa nay hôm nay cũng 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 tăng. Nhưng thực chất hôm nay nếu các bạn là quan sát BVS hôm nay thì thực chất là nó điều chỉnh cả ngày trong phiên, nhưng cuối phiên nó vẫn vẫn kéo lên, đó là cái lực mạnh do cuối buổi chiều là giá dầu nó lại đẩy tăng lên tiếp, châu nó mở cửa giờ dịch thì giá dầu tăng lên tiếp, thì BVS buổi chiều nó lại đóng cửa là kéo xanh lên tiếp. Đó là những cổ phiếu, hai cổ phiếu giá dầu các bạn thấy tôi nói hôm trước rồi, clip trước tôi phân tích rất kỹ về về giá dầu. Đó, thì nó cổ phiếu giá dầu nó rất là mạnh. Gì các bạn nói những cổ phiếu chưa tăng, những cổ phiếu chưa tăng có thể là mãi mãi vài năm nữa nó cũng chưa tăng, nhưng những cổ phiếu đã vào trend tăng thì các bạn phải tìm cơ hội để nhảy vào những cổ phiếu này. Nếu mà các bạn bám sàn có theo dõi bản địa thì cái trend tăng của những cổ phiếu lợi thế ngành là như vậy, các bạn thấy không? Giả sử bây giờ ngay các bạn mua ngay những phiên mà BVS, các bạn mua ngay những phiên mà nó đã tăng 4 phiên 5 phiên liên tục, các bạn đua đua thậm chí tôi ví dụ các bạn lỡ tàu, các bạn đua vào ngay cái phiên tăng thứ tư thứ năm, tăng phiên thứ tư thứ năm các bạn mạnh dạn mua luôn, thì đến hôm nay các bạn vẫn có lãi. Giả sử tôi ví dụ trường hợp là xấu nhất, các bạn mua ngay những phiên phiên tăng của phiên thứ năm rồi các bạn vẫn mạnh dạn xuống tiền vào, là giá hôm đó đóng phiên là 23.6, thì hôm nay một tuần sau các bạn vẫn có lãi, tại vì hôm nay đóng cửa là 24.2. Đó là những cái mà các bạn đừng có nghĩ là đã lỡ tàu rồi thì vào ấy. Thì tôi nói thêm các bạn nữa, một cái cổ phiếu nữa là cổ phiếu HSM, cổ phiếu ngành chứng khoán. Rõ ràng các bạn thấy tăng 3 phiên, tham chiếu một phiên rồi điều chỉnh chỉ có một phiên, sau đó tham chiếu, sau đó là tăng, sau đó tham chiếu và điều và tăng tiếp, nghĩa là nó tăng tăng 4 phiên và điều chỉnh hai phiên thành 6 phiên, rồi sau đó mới điều chỉnh tiếp hai phiên. Rồi đến hiện nay là tăng tiếp là 5 phiên liên tục, rồi sau đó điều chỉnh một phiên, rồi hôm nay là tham chiếu, có thể ngày mai nó sẽ bật trở lại không chừng. Đó là những kịch bản nó đi lên những cổ phiếu lợi thế ngành là nó tăng như vậy. Còn các bạn sẽ chọn những cổ phiếu mà sai lầm thì rõ ràng nó sẽ nằm, nó tăng một phiên nó giảm hai phiên, nó tăng một phiên nó giảm ba phiên,
nó tăng một phiên, nó tham chiếu ba phiên, nó làm hoài như vậy thì các bạn sẽ rất là chán nản và chôn vốn vào đó nếu các bạn bám sàn mà lướt sóng đang vậy. Còn đầu tư bài bản theo doanh nghiệp, theo sát doanh nghiệp thì tôi không nói ở đây nha. Hôm nay nói cái clip về để các bạn là lỡ nhịp lên tàu đó. Thì một cổ phiếu nữa mà tôi thấy nó có vấn đề, giả sử như đây cổ phiếu này là cổ phiếu VNRE, bắt đầu nó xanh một phiên, hai phiên, ba phiên, nó tham chiếu một phiên, nghĩa là tính cho nó bốn phiên, nhưng nó sẽ điều chỉnh lại bốn phiên. Rõ ràng nó điều chỉnh bốn phiên là cổ phiếu này có vấn đề ngay liền các bạn. Phiên thứ tư nó điều chỉnh, tại sao phiên thứ tư điều chỉnh? Là có cái thỏa thuận 3 triệu cổ phiếu, giao dịch thỏa thuận đó, và rõ ràng nhà đầu tư người ta đặt vấn đề ngay với vấn đề thỏa thuận, ai thỏa thuận cái gì, giá nào, để người ta căn cứ vào đó để người ta mua, người ta bán hành động. Và rõ ràng những cái lệnh mua, lệnh bán ngay cái phiên điều chỉnh thứ ba mà thanh khoản lên tới 4 triệu tư cổ phiếu là có vấn đề ngay liền, là dùng phân tích kỹ thuật là chát, là gãy tan tành chát hết, là không ai dám vào nữa. Thì đó ràng cổ phiếu này, hoặc là có một đội nhóm có ai đó muốn đạo diễn cổ phiếu này theo ý mình chẳng hạn, dùng những lệnh lớn vào những phút cuối, nên phiên thứ ba là dùng một phát là gãy chát luôn, là 4.4 triệu, là gọi là rắc ao thanh khoản vùng đỉnh chẳng hạn, sau khi đã lên cao. Thì rõ ràng những cổ phiếu mà giảm 4 phiên liên tục trong một cái đợt điều chỉnh lên, các bạn sẽ nhìn thấy đi, những cổ phiếu nào mà từ đáy thị trường mà 900 nó trở lên đến nay, sau khi hơn 2 tháng tăng trưởng, những cổ phiếu nào có những cái đợt giảm 4 phiên liên tục trở lên là những cổ phiếu đó có vấn đề. Cổ phiếu chắc chắn là cổ phiếu đó sẽ không mạnh bằng thị trường. Và rõ ràng các bạn theo dõi tiếp, sau cái đợt 4 giảm 4 phiên của VNG thì sẽ tăng một phiên và giảm tiếp một phiên, và tăng hai phiên và giảm tiếp một phiên, tham chiếu và sau đó giảm tiếp, nghĩa là cái mật độ nó giảm dày đặc hơn cái mật độ nó tăng. Và rõ ràng sau cái cú knock out này là không gượng dậy nổi, nhiều phân tích kỹ thuật đều gãy hết. Đó là như vậy. Mặc dù nó có lợi thế ngành chứng khoán rất nhiều, nhưng ở đây là cổ phiếu này nó rơi vào cái vùng là phân tích kỹ thuật không đạt. Như vậy thì những cổ phiếu lợi thế ngành, nhưng các bạn phải chọn lọc ra. Như vậy thì tôi nói các bạn là những cổ phiếu có lợi thế ngành, có những kết quả kinh doanh tốt, hoạt động kinh doanh tốt, như vậy thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là nó có phải tìm cơ hội để vào những nhịp điều chỉnh thì vào, đã xác định cổ phiếu tốt vào những cái trend tốt rồi thì tìm những cái nhịp điều chỉnh phiên thứ hai thứ ba vào. Còn nếu mà nó mạnh quá thì phiên thứ nhất là giữa phiên thứ hai là các bạn vào thẳng luôn cũng được. Trường hợp là xác định cổ phiếu nó mạnh mua bằng được thì mua ngay phiên đầu tiên luôn cũng được, qua phiên thứ hai mua tiếp, qua phiên thứ ba mua tiếp, phiên thứ tư mua tiếp, mỗi phiên mua một ít, đó cũng là một cách. Còn các bạn cứ nghĩ là trễ tạo rồi, tăng 20-30% rồi không nữa, thì cái tư tưởng đó là cái tư tưởng các bạn chưa xác định được lợi thế ngành, các bạn chưa xác định được cổ phiếu tốt. Khi đã xác định một cổ phiếu tốt vào một cái trend rồi thì tăng một cái đoạn mà để lỡ nhịp một cái đó thì cũng không thành vấn đề. Chúng ta sẽ tìm cơ hội để vào, miễn chúng ta có niềm tin với cổ phiếu đó, có cái xác định cái lợi thế của doanh nghiệp đó nó còn tăng trưởng trong tương lai. Thì những cái mà cái kinh nghiệm của tôi nhìn như vậy, để các bạn đừng có lỡ tàu rồi đứng ngoài nhìn hoài. Thì các bạn thấy khi một cổ phiếu nó đã nằm, tôi sẽ chứng minh cho các bạn có hàng trăm cổ phiếu trên sàn 3 năm nằm một mức giá một. Nếu mà cổ phiếu nó không tốt, không có lợi thế ngành, làm kinh doanh, kết quả kinh doanh không cải thiện, không có cái gì nổi trội hết. Bởi vì quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán đầu tư là xác định cái nhóm ngành có lợi thế về chính sách, về kinh tế thế giới, về lợi, rồi sau đó xác định được cái doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, có lợi thế về nhân sự, có lợi thế về thị trường, có lợi thế về vừa nguyên vật liệu đầu vào, có lợi thế về kỹ thuật khoa học, kỹ thuật công nghệ. Tất cả những cái đó các bạn phải nghiên cứu chọn cho kỹ những cổ phiếu đó thì xác định vào, dù trễ một hai phiên cũng không sao. Tôi nói các bạn biết, tức là những người mà chạy nhanh, bắt đáy nhanh, ra nhanh, những người trên đó trên thị trường thực tế là họ không bao giờ họ ăn được nhiều, lãi được nhiều với một cổ phiếu tốt. Nhưng chúng ta đi sau, xác định được điểm vào, mặc dù trễ một hai phiên, năm ba phiên,
thậm chí trễ 10 phiên hay là 20 phiên cũng được, nhưng chúng ta xác định được cổ phiếu này nó sẽ còn đường xa đường dài, nó còn 5 năm, 3 năm nữa, nó còn đi lên nữa, thì các bạn canh bất cứ giờ nào cũng có thể vào được. Nếu chúng ta làm tin và những người lãi nhiều nhất, những người ăn dày nhất với những cổ phiếu có lợi thế ngành, có những cái chuyển biến rõ rệt, là những cổ phiếu, những người gan lì nhất, ôm nó suốt cuộc đường nhất, và những người là thường là những người vào trễ tàu nhất. Tại vì có trễ tàu người ta mới xác định được là phía trước nó đã diễn ra như vậy, thì chắc chắn là tăng cái độ tin tưởng cho người ta, đây là cổ phiếu tốt thực sự, đây là cổ phiếu đã tái cơ cấu thực sự rồi, không còn gì bàn cãi nữa. Còn những người chạy nhanh bắt ngay đúng đáy thì những người đó niềm tin đối với cổ phiếu đó rất là yếu ớt. Họ bắt trúng đáy là họ giống như họ trúng cái số thôi, họ không có niềm tin vào đó, chẳng qua là họ may mắn này kia rồi lên 10%, 20%, 30% là họ ăn no, họ chốt lãi và họ đi tìm cổ phiếu khác, và họ sẽ quay vào cái vòng là bán bò tàu ở nương và cứ đi tìm sang tìm. Nhưng rõ ràng những người đó đầu tư theo cách đó cũng không có lợi nhuận được nhiều, không đạt lợi nhuận được nhiều. Thì hôm nào rảnh tôi sẽ nói thêm các bạn một cái clip về chọn cổ phiếu và bán bò tàu ở nương của tâm lý của các bạn, đổi liên tục rồi cuối cùng ôm trong cái tài khoản toàn là ở nương chứ không phải là những con bò sữa trong tài khoản của mình. Clip cũng vậy, xin chân thành cảm ơn các bạn đã nghe cái clip này.